Hi, chào các bạn. Shop tóc giả Lan Lan xin giới thiệu cho các bạn về một cái mẫu phủ hói tóc pha. Nó chỉ có 20% tóc thật và 80% tóc tơ để tạo độ mịn. Đấy, các bạn nhìn đây. Ở đây thì tóc được đính trên một cái tấm da đầu. Trên một cái tấm da đầu giả như thế này là các bạn nhìn thấy mô phỏng với da đầu người. Đấy, khi các bạn cúi xuống thì sẽ không phát hiện đây là tóc giả các bạn nhé. Cái chất tơ rất là mịn này, mượt này. Cái phần này thì là phần mái, các bạn nhìn này, cái phần mái các bạn có thể để mái ngang hoặc là để mái xéo đều được hết nhá. Đằng sau và hai bên thì là nó sẽ dài xuống này như thế này để ta phủ đằng sau. Đằng sau trong thì nó có hai phím cài. Hai phím cài ta chỉ bẻ tay này, bẻ tay như này là mở phím này, đóng phím này rất là đơn giản. Thì các bạn sẽ cài lên cái phần đỉnh đầu, ví dụ như các chị nào mà tóc mỏng này, tóc yếu, tóc sơ này, hoặc là sau sinh thì rụng tóc này, hoặc các chị trung niên mà không muốn nhuộm tóc hoặc là nhuộm tóc mà không ăn màu ấy, thì các chị hãy dùng cái tấm phủ hói này, tấm phủ hói phủ bạc này. Bây giờ em sẽ cài lên một cái mẫu của một chị khác nhá, một chị khác sẽ đặt lại. Đây, em sẽ cài lên để cho các chị xem nhá. Đây này, cái phần đỉnh này nó sẽ bị bạc mà mình nhuộm nhiều khi nó cứ mọc bạc ra như này. Ở dưới thì tóc rất là đen nhưng bên trên là tóc bạc. Do đó là mình ngại mình nhuộm nhiều thì ảnh hưởng đến da đầu, rồi không có thời gian nhuộm mà. Đấy, thì là em sẽ cài lên để cho các chị xem nhá. Đấy, em sẽ đặt lên này. Em sẽ đặt lên như thế này. Đó. Em sẽ ướm chừng để cho cái mái đó khớp với cả cái phần mái tóc thật của các chị này. Sau đó em sẽ đây, em sẽ gài vào với cả tóc, đóng phím, đằng sau cũng thế nhá. Đấy, đằng sau cũng thế, em sẽ gài lên tóc thật này. Đây ạ, em sẽ gài lên các em mở phím ra nhé các chị nhé, em sẽ mở phím như thế này. Sau đó em sẽ gài vào với cả tóc thật như thế này. Thế, đấy. Đấy. Bây giờ em sẽ chải, các chị nhìn nhé, em sẽ chải lẫn luôn. Đây là cái tông màu tóc nó hơi khác một chút. Chứ còn em có rất nhiều màu tóc. Ở đây là chị tóc đen nhưng em mới lấy một cái tấm này, nó gọi là đen nâu thôi, bởi vì em muốn để cho các chị nhìn rõ cái tông màu tóc nó phân biệt ra. Nhưng mà các chị nhìn này, khi em có chải vào nó vẫn lẫn luôn vào này và nó che hết toàn bộ cái đỉnh đầu bị bạc bị hói của mình. Đấy, các chị có thể inbox em để xem cái màu tóc này, em sẽ chọn cho các chị một cái màu tóc phù hợp với các chị nhá. Đấy, các chị thấy chưa? Đấy, che hết luôn, rất là đơn giản nhá. Cái tấm này hiện nay em đang bán với giá là 220.000, có đủ màu đen, nâu đen, nâu đen, cà phê và nâu sô cô la, còn ít là nâu vàng, có những cái mẫu sản phẩm khác là em có cả nâu vàng đấy các chị xem. Đấy, chải đã lẫn vào luôn rồi. Đấy, em quay dịch một chút ra cái phần phía mái cho các chị xem nhá. Phía mái thôi. Đây, cái phần phía mái nó sẽ tiệp vào cái mái của mình luôn, các chị thấy chưa, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cái phần phía mái đây, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đấy, hai bên đây. Đấy. Đấy, đỉnh đầu rất là thật này. Đấy, chị thấy chưa. Đấy, chị em mình chỉ cần dùng những cái tấm này rất là đẹp luôn. Đấy, rất là dễ dùng nhá. Đấy, các chị có thể sử dụng hàng ngày hoặc là ở nhà cũng phải đẹp chứ không nhất định là phải đi ra ngoài thì với cài thì mới đẹp nhá. Ở nhà cũng cần phải dùng đẹp nhá các chị nhá. Đấy, khi em tháo ra rất đơn giản này. Em chỉ cần bẻ tay ra này, bẻ cái phím, sau đó em tháo ra luôn. Đấy, các chị thấy chưa, em tháo ra đây, thấy chưa. Đấy, cái tấm này rất là tiện luôn, đóng phím này. Đấy, các chị thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đấy, này. Các chị đặt hàng thì inbox vào Facebook Tóc Giả Lan hoặc số điện thoại Zalo là 0386421890. Em sẽ ship hàng đến tận nơi trên toàn quốc cho các chị nhé. Luôn luôn là có những cái sản phẩm tóc đẹp để cho các chị ngày càng xinh đẹp và có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Cảm ơn các chị đã xem video clip này.